Em Việt chào quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay em Việt thanh lý cho quý vị một bạn bán lỗ vốn của con AK này. Tại vì là mình mua về, từ lúc mua về đến giờ mình cũng không có sử dụng nó, vì các bạn không có thời gian sử dụng đó. Con này về trưng bày đồ ngon lắm vì các bạn. AK510D thì con này trên thị trường giá nó khoảng 7 triệu mấy à, để mình mở đây đó. Khi mở nguồn là lên nè. Và con này hát tốt nha quý vị các bạn. Đầu từ đồ ngon lành hết luôn á. Thu phát đồ ok hết luôn ha quý vị các bạn. Lâu lắm mà mình cũng không có sử dụng đó. Xả đồ đèn đuốc luôn không? Chạy nè, số đồ nó chạy ngon lành hết trơn nè. Đó. Nè, khi băng chạy nè, kim cũng vẫy nè. Đây. Đó, chạy tới chạy lui là đèn đuốc số đồ chạy ngon hết luôn. Đó. Băng rất là mạnh nha, nhấn cái là nó nhảy một cái cạch ra luôn đó. Đó. Thì con này nó có này, nó chạy nhẹ, cái này là các bạn về mấy bạn chà chà nữa, nó cũng ra hết, nó cũng có chạy. Đồ cũ mà quý vị. Con này sản xuất cũng lâu lắm rồi. Con AK ở phía trước này mặt thôi cũng còn ok lắm. Đây, đứng từ xa quý vị. Xa quý vị và các bạn nhìn đẹp ghê không? Con này hát ok hết ha. Mình đã test rồi. Đây, con này mình mua về là lúc mình mua là ở bên kia là người đấu giá, người mà bán đấu giá cho mình đó, là họ cũng bao cho mình là hàng sống, họ test cho mình. Con này đấu giá bên Nhật, chiều ngang con này là 42, chiều cao là 26 ha, ngang 42 cao 26. Rồi tất cả các chức năng mình hoạt động bình thường hết. Nó khi tắt nguồn là nó như thế này. Rồi, ở phía sau đây quý vị và các bạn. Con này thì điện 100V, con này quý vị và các bạn có thể để nằm ha. Để nằm hoặc quý vị và các bạn treo luôn. Phía sau đẹp. Mấy con AK này thì nó giá trị quý vị và các bạn. Giá trị sưu tầm AK GXC-1 -510D. Đây là cái đường out và đường in, tức là đường ra và đường vô đó. Đó quý vị các bạn, đường phát âm thanh ra âm ly. Cái này nó đưa âm thanh ra âm ly, ra công suất đồ để quý vị các bạn nghe nhạc đó, ra âm ly đèn đồ. Hoặc là quý vị các bạn cho đường vô để mình thu. Cái con này nó để nằm cũng được luôn ha. Thì tùy vào cách chơi quý vị các bạn. Dưới này thì nó có cái chân nè. Rồi con này tình trạng là chưa bung máy, chưa bung ốc, hát tốt. Giá mình chia sẻ cho quý vị và các bạn là 5 triệu đồng, chuyển khoản đủ mình bao ship ha. Thì quý vị và các bạn biết là con này thị trường nó 7-8 triệu rồi, mà mình bán 5 triệu thì giá vốn rồi, không có một đồng lãi nào hết luôn. Tại vì đây là hàng mình sưu tầm để mình trưng với mấy con ly đèn đồ chơi với quý vị và các bạn. Thì mình cũng không có chơi nữa. Sau này quý vị và các bạn thấy là mấy cái video của em Việt quay á, cũng không có lo, không có gì chứ. Mình giờ mình không có chơi, mình tập trung vào mình buôn bán kiếm tiền về bỏ bàn. Rồi sau đó thì chơi sau. Giờ cũng không có thời gian mà chơi. Thì những cái món này thì em Việt chia sẻ lại cho quý vị và các bạn nào đam mê thì mình chơi ha. Bạn nào có nhu cầu thì liên hệ 0963 721 519. Số đó cũng là số Zalo của em Việt luôn. Mỗi khi quý vị và các bạn gọi không được thì nhắn tin, em Việt sẽ trả lời sau nhé. Rồi em Việt chia sẻ cho quý vị các bạn một số lo nhỏ nhỏ nằm ở trong này nè, để mình đây mình có một cặp họng còi, mình đây họng còi Fortet ra quý vị các bạn. Đây. Cặp họng còi gang Fortet nha. Nó dính dơ thôi chứ không phải là bị chóc sơn ha. Còi gang Fortet. Chữ Fortet thì hãng Fortet thì khỏi phải bàn về chất âm rồi. Họng còi gang của hãng Fortet. Fortet này thì nó không thua những cái dòng châu Âu đâu. Rồi, chiều sâu của họng này là 23. Ngang là 32,5 và cao là 12, cao là 12, họng của Fortet ha. Và ở dưới này thì cái đường kính vòng tròn
nó được 8 cm, và cái lỗ bắt ốc thì nó có 3 lỗ, giữa lỗ này qua lỗ kia, lỗ này qua lỗ này thì nó là 5 cm. 5 cm là tính giữa lỗ ốc nha quý vị các bạn. Thì bắt cho mấy củ còi của Nhật là vô hết, dễ, rất là dày và nặng luôn. Cặp họng này mình bán cho quý vị các bạn 2.500.000 đồng, chuyển khoản đủ mình bao ship ha. Cặp này 2.500.000 rẻ chán luôn. Quý vị các bạn mua bên kia không có, cũng có giá đó nữa. Rồi mình có một cặp chép của Bionua nè. Cặp chép của Bionua, cặp này là ngang, tức là từ vị trí này đến vị trí này 20, chiều cao là 10, còi gang 6 lỗ. Cặp này giá 2 triệu đồng, chuyển khoản đủ mình bao ship, bao zin tuyệt đối ha. Đó. Rồi đây có một cặp Natonan họng vặn ha, Natonan họng vặn. Cái họng nó mình cái găng vặn á. Thì cái đầu găng này nè, nó là khoảng 3.3 cm ha. Con này thì 16 ohm. Con này 16 ohm và công suất nó là 50W. Cầm nặng tay dễ sợ luôn, con này Natonan cổ. Đó. Cái cụ từ con này là từ Aniko, và từ con này thì nó rơi vào tầm khoảng là 12 á. Giá cặp này 3 triệu ha. Chuyển khoản đủ mình bao ship, bao zin cho vừa một bàn. Giá cực kỳ tốt luôn. Rồi. Còn một cặp Manavox nè, cặp Manavox thì do mình đã bán được cái con cụ cản rồi á, thì mình bán cho quý vị bạn cái giá nó rẻ hơn. Tại bữa hổm mình bán thì mình có kèm theo cái tụ cản cho nên giá nó cao. Còn giờ bạn nào mà mua cặp này thì nó chỉ 3.5 triệu thôi, chuyển khoản đủ bao ship, chiều sâu là 20, ngang là 27 và cao là 10, và cặp này là còi gang Manavox của Mỹ ha, và từ Aniko. Quý vị các bạn nhìn cái hộp màu xanh xanh nhìn mắt không, đã, chỉ có 3.5 triệu bao zin, giá cực kỳ tốt cho quý vị các bạn luôn. Đó, rồi ở đây mình có cặp chép JBL nè, 224 18H nè. Mấy con này là con, nó là con dây bạc không á, 224 18H. Con này thì chiều ngang của họng còi là 32, cao là 16, ngang 32 cao là 16 ha. Từ con này thì chắc nó tầm khoảng 13. Còn nằm ở bên trong kia một chiếc. Bên đây một chiếc này. Rồi mình bán cặp chép 6 triệu ha. Rồi cái bộ phân tầng của JBL là 3 triệu. Bộ phân tầng này bát 40, một bát một chép ha, nó có luôn cái chạm lo nè. Chiều cao của chạm lo là 17.8, chiều ngang là 15. Một bát 40 một chép, dây đầy đủ hết luôn. Một bát 40 một chép ha. Vệ việc bạn đấu vào là chơi thôi. Zin nguyên bản. Cái này 3 triệu đồng, 3 triệu cực kỳ rẻ luôn quý vị và các bạn. 3 triệu cực kỳ rẻ. Rồi. Đây mình có một cặp volume. Volume của hãng Lutman. Cái volume này á, là đây là cái dòng cao cấp để cho những người mà chơi khó tính người ta chơi. Thì mấy bạn có thể lên Google xem thêm. Chứ giờ em Việt nói thì có mấy bạn cũng mới chơi thì cũng không biết đâu. Lên Google xem thêm rồi mình sẽ tìm hiểu được về thông tin về con này. Còn mấy cái này thì chỉ bán cho những bạn mà biết về nó thôi. Chứ mấy bạn mà nghe cái số tiền mà mình báo không là cũng chạy mất dép bỏ dép luôn rồi. Mấy bạn mà mới chơi chiều sâu là 10. Cái volume này chiều sâu là 10. Và cái đường kính ở phía trước này nó là 9. Con này dặn cạch cạch đã lắm. Nó từ nấc á. Đó. Thì vì các bạn thấy á, là cái model của con này nè. Lên Google search. Model là Lutman AS-6. Thì cái con này là cái con mà rất là đắt tiền. Ở trên mà Google hiện tại rất là ít có. Mà có anh em bán nó khoảng 6-7 triệu một cặp không à. Quý vị các bạn nghe giá hồn với lên mây chưa? 6-7 triệu một cặp volume này nè. Thì cái này nó chỉ là xài lớn nhỏ thôi. Cho lo chung hoặc là lo chép. Chung còi chép còi gì cũng được. Thì tùy ý của quý vị các bạn. Nhưng mà cái con này nó sản xuất đặc biệt ở cái á, không biết ở trong này nó có những cái gì. Nhưng mà theo nhà sản xuất họ đưa ra là theo những người chơi người ta đánh giá đó.
là con này á, cái bộ là tăng giảm không bị si hao, tăng giảm không bị si hao, tức là khi quý vị và các bạn á, là để cái mức độ âm thanh nhỏ thì nó cũng ra tốt, để mức độ âm thanh lớn nó cũng ra tốt, tức là nó không giảm chất lượng của âm thanh nếu như quý vị và các bạn tăng nhỏ lớn. Thay vì có những cái volume khác thì quý vị và các bạn mở nhỏ lại thì có thể là nó giảm cái chất lượng của âm thanh xuống. Cũng như video mà mình quay hay là nhạc á, MP3 thì chất lượng nó khác, còn mà cái dạng như là MP4 hay là vân vân thì nó, hay là đuôi quay đồ này nọ thì chất lượng nó khác, là dạng như vậy quý vị và các bạn. Quý vị có thể lên Google xem thêm về cái này ha. Thì cái cặp này á, em Việt á, là đúng ra em Việt cũng dự định là trong cái series mình là xài đó, mà sau này mình nhiều việc mình lu bu quá. Con này đó mình mua 4 triệu rồi, giờ mình bán cho quý vị và các bạn 3 triệu đồng, chuyện khoảng đủ bao ship. Bạn nào mua được con này về mai mốt xài là bao phê luôn. Thì mấy bạn thấy nó hơi lớn tiền vậy thôi, nhưng mà khi xài thì mình sẽ thấy nó là cực kỳ. Rồi, đây là cái phần tầng hộp xài cho lò chép không à. Cái phần tầng này chiều sâu là 10, xin lỗi, chiều ngang là 12, chiều cao là 8 và cái chiều đứng này là 7. Phần tầng này thì nó chuyên cho lo chép. Đó, quý vị và các bạn, model là HB-170. Bộ này bán 3 triệu ha. Bán 3 triệu. Ở đây em Việt có dư ra một cặp vỏ thùng của Pioneer E700 nè. Chiều sâu 30, ngang 38,5 và cao là 66,5. Rồi, về phần mà lưới dây căng ở phía trước nè quý vị và các bạn. Để em Việt bung cho màn ảnh nhỏ lại cái. Lưới dây căng phía trước nè. Đó. Thì theo năm tháng thì nó cũng có dơ thôi chứ không có lủng ha. Quý vị và các bạn biết là cái đồ này nó đã qua nhiều năm sử dụng rồi. Cũ à, mà nó được về cũng dữ lắm mà ha quý vị và các bạn. Rồi cái vỏ này á, là cái vỏ bắt bát 30, một bát 30, một chung và một chép. Đó, một bát 30, một chung và một chép nha quý vị và các bạn. Rồi, hiện tại thì cái vỏ này á, nó còn lại là cái chép cồi 6 lỗ và bộ phân tầng cũng như là cái vỏ đẹp. Cái ở dưới này thì bắt bát 30 không nói rồi, ở trên này thì bắt cái lo chung nó khoảng 16-14. Tại vì lọt lòng của con này á, lọt lòng của lỗ lo chung này là 12. Còn cái chép này ngang 20, chiều cao là 10. Thì cái chép đó là nó giống y chang như cái chép mà trong video Việt vừa quay nè, em Việt bán lẻ 2 triệu nè, bao ship đó. Thì nó thứ một quý vị bỏ bạc, không có gì khác hết. Rồi, để em Việt đậy lại và em Việt quay phía sau cho quý vị và các bạn xem. Bạn nào mua lẻ bán lẻ, mua nguyên mình bán giá tốt cho quý vị và các bạn chơi. Nếu mà mua nguyên thì giá cực kỳ tốt, mình xé ra lẻ mình làm biến. Rồi ở phía sau nè, quý vị các bạn thấy đặc biệt là gỗ lạng. Cái mẫu thùng này mình rất là thích ở chỗ gỗ lạng quý vị các bạn. Gỗ lạng ở phía sau. Cái con E700 á, ha quý vị, nó có hai đời, một cái đời là gỗ lạng, đời là bột, thùng bột thì nó sẽ rẻ hơn. Thùng gỗ lạng nó mắc lắm. Ở phía sau nè, đẹp ken từ góc cạnh chưa. Rồi, nguyên bộ luôn nha, mình bán nguyên bộ cho quý vị và các bạn luôn, là từ thùng nè, chép nè và phân tầng là 5.500.000 đồng, chuyển khoản đủ. Riêng cái cặp này mình không bao ship được ha, 5.500.000 đồng. Thì quý vị và các bạn tính đi, cái vỏ thùng 3 triệu, cái mà phân tầng 1.6 triệu nữa là 4.6 triệu, cái chép 2 triệu nữa, 6.6 triệu, thì mình bán nguyên về 5.5 triệu. Còn bạn nào mua lẻ thì cứ như y như cái giá em Việt báo mà chúng ta giao dịch. Rồi, em Việt xin chào.